thứ bảy rồi. Hôm nay thứ bảy ngày 30 tháng 1 năm 2021. Và giờ này đang là 1 giờ chiều. Em An lên sóng nhanh báo giá tất cả các mẫu xe đang có mặt tại siêu thị ô tô Bình Dương để cho anh chị quý vị và các bạn tiện theo dõi anh chị nhá. Và hôm nay thì cũng đã là ngày 18 âm lịch rồi, 18 âm lịch rồi. Còn ít ngày nữa thôi. Đó, trong một tuần nữa thì ngày hôm nay em sẽ lên sóng báo giá tổng quan luôn. Và giá sẽ giảm ưu đãi rất lớn cho anh chị. Và anh chị cứ lên trực tiếp cửa hàng em để xem xe và thương lượng giá trực tiếp với em Hoàng An. Anh chị nhá, cảm ơn anh chị rất là nhiều luôn. Thì đây em sẽ giới thiệu dàn xe. Hôm nay thì sẽ rất nhiều những mẫu xe đẹp, rất nhiều luôn. Và đều là hàng tuyển chọn. Có những chiếc xe không thể tin được, đúng không ạ? 205 thôi, 212, 215 thôi, nhưng mà chủ xe đi cực kỳ là ít. Đây em giới thiệu chiếc ngoài này đi, một chiếc Morning số sàn bản tiêu chuẩn này, 219, 275 triệu sở hữu mẫu xe này, máy 1.25. Và tại thời điểm này thì em xin lỗi là sẽ không thể hỗ trợ ngân hàng cho chị được, vì thời điểm này đang giáp Tết rồi. Đó, nên là anh chị nào mà mình muốn làm ngân hàng thì phải qua Tết. Đó. 275 triệu bản tiêu chuẩn nha anh chị nhé. Một mẫu xe phân khúc hạng A của Kia Morning. Ok, sang bên đây. Đó, cập nhật hết những dàn xe đang còn phục vụ cho anh chị đi Tết. Một chiếc Civic Turbo 2017, máy 1.5 và là hàng nhập Thái. Ô tô chuẩn đang là 41.000. Mang biển số thành phố Hồ Chí Minh màu bạc anh chị nhé. Một mẫu xe phân khúc hạng C của Honda, với thiết kế kiểu dáng cực kỳ là hầm hố, đúng không ạ? Hầm hố chắc chắn rồi. 2017 á. À. $728 triệu anh chị nhé. Sẽ giới thiệu sơ qua thôi. Mẫu xe này thì em sẽ có đã có video rồi. Một chiếc Tucson 2018 máy 2.0 và đây là bản full xăng. Đấy, có rửa đèn, có cửa sổ trời toàn cảnh panorama, ghế điện hai ghế trước. Ô tô hiện tại đang là 36.000 km, 2018 anh chị nhé. Màu mận chín, màu đỏ đô cực kỳ là đẹp luôn. Cốp điện đầy đủ hết. Ngày hôm qua thì em An đã có một video chi tiết về mẫu xe này rồi. Đó. Và giá bán hiện tại cho chiếc Tucson bản phun xăng 2018 này đang là 779 triệu. Tất cả những chiếc xe mà em An báo giới thiệu anh chị luôn luôn là cam kết tuyệt đối vấn đề lỗi ở đây, đâm đụng thủy kích tai nạn bằng ngập nước anh chị nhé. Ok, 779 triệu, toàn xe đẹp thôi. Một chiếc Civic, à một chiếc Altis, xin lỗi anh chị, một chiếc Corolla Altis 2015 và đây là bản 2.0 mang biển số Cần Thơ. Đấy, bản này thì có cái body kit quanh xe cực kỳ là thể thao, 2015 và giá bán hiện tại. Đó, hiện tại cho mẫu xe đang là 588 triệu cho chiếc Altis này. Một mẫu xe phân khúc hạng C của Honda. Nồi đồng cuối đá bền bỉ và form dáng mới này thì nhìn đẹp hơn, trẻ trung hơn. Đó. Có khóa đầy đủ thông minh, có gương chống chói, đầy đủ hết. 2015 anh chị nhé. Bữa nay thì bên em về toàn những chiếc xe đời thấp một chút nhưng chủ xe đi cực kỳ là ít và giữ gìn, rất đẹp luôn. Đấy, đây là anh chị nào mà mình đam mê xe hoặc là mình thích xe đẹp thì rõ ràng lên bên em siêu thị ô tô Bình Dương sẽ đáp ứng được nhu cầu của anh chị. Em An thì không bao giờ nhận mình bán xe rẻ cả, giá còn thương lượng, quan trọng là anh chị ưng một chiếc xe đẹp cứ lên trực tiếp bên em. Đó, thiện chí thì mình thương lượng giá rất là dễ dàng thôi anh chị nhé. Ok, hai chiếc Mazda bên em hiện tại đang có hai chiếc Mazda. Đó, một chiếc hai chiếc 16 luôn. Đó, đằng sau cũng vậy, một chiếc 16 nữa, hai chiếc 16. Thì chiếc Mazda 3 này, sedan 2016 mang biển tỉnh. Ô tô hiện tại đang là 56.000, còn vỏ teo xe. Và giá bán hiện tại cho mẫu xe đang là 529 triệu anh chị nhận đồng giá luôn. Hai chiếc Mazda 3 2016 sedan hai đầu, một mẫu xe phân khúc hạng C của Mazda cực kỳ là trẻ trung và rất được ưa chuộng hiện nay. Đó, kiểu dáng trẻ trung. Tính năng an toàn và trải nghiệm cũng siêu tốt, đúng không ạ? 529 triệu. Chiếc Mazda 3 trắng 2016 này. Đó. Mazda 3 2016 trắng. Rồi một chiếc đời nữa 2016 luôn, đồng giá anh chị nhá, 529 triệu. Hai mẫu xe phân khúc C. Đó, cực kỳ đẹp. Bao lỗi tuyệt đối cho anh chị rồi. Đều là hàng phục vụ anh chị đi Tết. Ờ,
Tình hình dịch bệnh thì cũng rất là căng, nên là anh chị có lên xem xe thì rất mong là anh chị nhớ đeo khẩu trang ha. Rất là ok. Em tin rằng chúng ta sẽ vượt qua mọi thử thách khó khăn dịch bệnh. Chiếc xe này thì đã vào thảm nó sàn 6D cho anh chị rồi. Ghế ra theo xe hết nha anh chị nhá. 529 triệu. Rồi, tiếp theo là một mẫu xe với hàng xe luôn của Kia. Một chiếc Kia Cerato 2017 bản full option, máy 1.6. Đây là mẫu xe phân khúc C giá mềm nhất nhưng lại có option gần như nhiều nhất. Ghế điện, nhớ ghế, cửa sổ trời, điều hòa hai vùng, vô lăng tích hợp, cảm biến trước sau rất là đầy đủ. Và khoang nội thất siêu rộng rãi anh chị nhá, siêu rộng rãi, rất là thoáng. 45.027, 525 triệu, giá rất là mềm anh chị ạ. 525 triệu cho chiếc Kia Cerato. Có cửa gió, điều hòa, hàng ghế sau đầy đủ hết. Rất rộng rãi anh chị nhá. Nội thất màu kem pha đen cực kỳ là sang. Ok. Tiếp theo em muốn giới thiệu anh chị một chiếc Honda Civic 2015. Nhưng anh chị có tin là chiếc xe chỉ chạy 23.000. Ngày hôm qua em đã có một video về mẫu xe rồi. Đúng 23.000. Bản 2.0 siêu ngầu, siêu thể thao. Rất đẹp anh chị ạ, 2.0 và lớp sơn zin gần như tuyệt đối trên mẫu xe này. Honda Civic 2.0. 545 triệu anh chị nhá, 545 triệu cho chiếc xe bản 2.0. Rất là đầm và mạnh. Honda Civic 2015 bản 2.0. Siêu đẹp anh chị nhá, một chủ đầu mà chủ xe chạy có 23.000, có lịch sử bảo dưỡng hãng đầy đủ hết anh chị này. Đây, có lịch sử bảo dưỡng hãng đầy đủ đây, đến ngày 14 tháng 3 năm 2021 là 30.000. Còn gì bằng đúng không ạ? Gần như một chiếc xe 30.000 thì 23.000 thì đúng là không có gì phải bàn cãi cả, nó quá đẹp. Vậy mà rất thích thiết kế phần đuôi sau của chiếc Civic này. Nó thực sự rất cá tính đúng không ạ? Rất ngầu, sang, đẹp. Một chiếc máy dầu đi. Một chiếc xe máy dầu Fortuner máy dầu 2016. Máy dầu rất kinh tế chị nhá, 2016. Và chiếc xe này em khẳng định rằng nước sơn zin gần như tuyệt đối, sơn zin 100% luôn. Rất là hiếm, Euro 68.000 nhưng mà chủ xe đi nước sơn zin tuyệt đối luôn, máy 2.5 máy dầu. Cực kỳ là kinh tế rồi. Đấy, giá bán hiện tại cho mẫu xe này đang là 695 triệu anh chị nhá. Cho chiếc máy dầu này. Em sẽ quay chi tiết, quay kỹ hơn một chút. Tại vì chiếc xe này thì em ăn chưa có video chi tiết. Đó. Máy dầu 2015, 2016 xin lỗi anh chị, 2016, 695 triệu anh chị nhá. Đấy, rất là kinh tế, máy còn rất mới, thực sự vậy. Toyota Fortuner 2016. Xe thì còn khám xét lưu hành đến tháng 7 năm 2022 cơ. Miên man cho anh chị. Và cho anh chị xem nội thất này. Nguyên ghế lỉ zin theo xe. Đấy, anh chị thấy không? Bộ ghế lỉ vẫn còn zin theo xe. Đó. Rất đẹp luôn. Vô lăng này. Anh chị thấy không? Vô lăng này. Nước sơn zin cũng là tuyệt đối luôn. Anh chị nào kiếm được chiếc xe sơn dặm, nhiều em hoàn tặng chiếc xe cho anh chị luôn. Nguyên bản hết nhé. Chưa vào gì cả. Trần ni lông cho xe và ghế lỉ này vẫn còn đẹp như thế này. Xe không một ngày kinh doanh dịch vụ. Đó. 2016 nhưng mà nước sơn zin thì tuyệt đối. Sợ thật. Nhưng mà chủ xe đi quá kỹ luôn. Đó. Mẫu xe 7 chỗ ngồi, máy dầu, cực kỳ là kinh tế, rộng rãi và khả năng trải nghiệm rất đầm. Đó. Máy dầu chị, xe mang biển số Quảng Nam. Đó. Máy dầu chị nhá. Đây những cái chi tiết cản sau vẫn còn nước sơn zin hết anh chị ạ. Nước sơn zin tuyệt đối luôn. Sự đẹp luôn. Để kiếm một chiếc xe mà nước sơn zin thì gần như là đúng là rất là hiếm. Tiếp theo là một chiếc xe cũng rất cọp này, màu đen anh chị ạ. Một chiếc Ranger XLS số tự động 2016. Nhưng anh chị có tin không? Chiếc xe chỉ chạy có 16.000 km. Đây em vừa về luôn. Vẫn còn bụi cát rơ. Nhưng mà anh chị có thể cùng chiêm ngưỡng mẫu xe này. Đây. 15.195 km cơ chứ không phải 16.000. Nó rất là mới, thơm mùi xe mới. Đây, trên trần ni lông còn nguyên này. Đó, anh chị ạ. Thực sự đẹp đúng không ạ? Kiếm đâu ra được một chiếc xe
2016, nhưng mà chủ xe thì chạy đấy, chủ xe chỉ chạy có 15.000, quá mới đúng không? 568 triệu cho một chiếc xe chỉ chạy có 15.000 thôi, nó thực sự đặc biệt đúng không ạ? Cũng là siêu thị ô tô Bình Dương luôn luôn sưu tầm được những mẫu xe mà độc lạ đúng không ạ, để phục vụ anh chị rất là khó kiếm. Không phải là có tiền mà anh chị mua được một chiếc xe đi ít như vậy đâu ạ, vấn đề ở đây là bên em kiếm được ra cho anh chị đó. Màu đen anh chị nhá, xe thì chưa có lắp thùng thấp đó. 2016 2.2 XLS tự động. Đây cho anh chị coi qua máy của một chiếc 16.000 xem sao. Xe này là em vừa về nguyên bản, chưa động chạm, chưa rửa, chưa làm bất cứ gì, chuẩn đồng hồ cho anh chị luôn nhá. Đấy. 568 triệu cho chiếc Ranger này. Duy nhất một chiếc thôi, một chiếc Wildtrak đây. Anh chị có thể nhìn chiêm ngưỡng cái máy của máy thì còn dơ, nhưng mà anh chị có thể thấy rất là mới, rất là mới. Quá đẹp đi ạ. Thực sự là mỗi khi giới thiệu cho anh chị một chiếc xe cọp, xe độc, em ăn luôn rất là phấn khích. Đó. Rất mới nha anh chị nhá. Anh chị chỉ cần nhìn qua cái máy đây, bình nước này. Đây. Đây, anh chị nhìn không? Mới như thế này đấy ạ. Đây, tem giấy đây. Không hiểu sao mà khách hàng mà 2016 mà chỉ chạy có mười mấy ngàn thì đúng là quá hiếm luôn. 568 triệu anh chị nhá. Hai chiếc Innova. Chiếc i10 và Wildtrak thì em đã bán mất rồi nhá. Hai chiếc Innova. Con xe đi Tết thì rất là ok này. 8 chỗ ngồi 2017 này anh chị này. 36.000 chuẩn. Giá bán hiện tại đang là 588 triệu, xe đã vào ghế da, vào màn hình cam lùi cho anh chị rồi. Chiếc xe này thì em đã có video chi tiết rồi nhá anh chị nhá, em chỉ giới thiệu sơ qua cho anh chị thôi. 588 triệu đây, máy của nó đây. Rất là mới anh chị ạ. À, đây. Anh chị thấy nhá. Cực kỳ là sáng và đẹp đúng không ạ? À, đây. Cốc lọc đây, anh chị nhìn cái này này. Đó, nó rất là mới anh chị ạ. Sự là vậy. À, ABS đầy đủ hết. À, 588. Một chiếc 218 chạy 60.000 và giá bán đang là 618 triệu. 2018 nha anh chị nhá. Đấy. Và rõ ràng máy chiếc xe này không thể nào đẹp bằng chiếc 217 được. 618 triệu à, cho chiếc Innova 2018 này. Wow ghê đúng không? Hai chiếc lô xe này được vào ghế da thôi. Một chiếc Toyota Fortuner máy xăng 2.7 bản TRD Sportivo là anh chị này. 214 nhưng mà cũng là sơn zin cả xe và vỏ theo xe sơ cua chưa lăn luôn. Chỉ chạy có 50.000 chuẩn thôi, 51.000 chuẩn. Một chiếc xe màu trắng cực kỳ đẹp, số tự động, bản cao cấp của Fortuner. Và thực sự rằng ngồi lên một chiếc xe này thì anh chị sẽ cảm giác nó khác hoàn toàn. Chạy rất là nhẹ anh chị ạ. Ghế da, ghế điện đầy đủ hết, màn hình cam lùi. Đó, xe rất là đẹp luôn, chuẩn 51.000 anh chị nhá. Và giá bán cho chiếc xe đẹp này đang là 655 triệu. Em đảm bảo với anh chị rằng anh chị lên gặp em An và xem xe tại bên em, chắc chắn anh chị sẽ không có thể chê được. Bởi vì xe rất là đẹp. 655 triệu chị nhá. Mẫu xe này thì em An đã có video chi tiết rồi. Đó, tất cả là vỏ teo xe, sơn cua chưa hạ, mang về số Đồng Nai 214. Nhưng chỉ chạy 51.000 thì cũng là quá mới đúng không ạ? Đó. 655 triệu chị nhá. Xe được độ cụm đèn pha bi LED cũng như giải đèn LED luôn. Rồi, tiếp theo em muốn giới thiệu cho anh chị một chiếc xe mà chắc chắn là hàng cổ rồi. Một chiếc Maxus 2005, một chủ từ đầu. Và chiếc xe này em An đã có video chi tiết rồi, chạy đúng 22.000. Thực sự khó tin đúng không ạ, nhưng đó là sự thật. Sơn zin tuyệt đối luôn. Và xe thì về bên em đã rửa, đã đánh bóng lên, nhưng em khẳng định lại một với anh chị rằng nó chỉ chạy có 22.000 và form dáng anh chị có thể thấy giống như một chiếc xe sang đúng không? Rolls Royce ha. Nhìn cực kỳ là sang. Đó. Anh chị coi ghế da hay là những cái vô lăng nó còn gục quần số, thực sự là không thể tin được, bởi quá đẹp, quá đẹp đi ạ. 22.000, khó tin đúng không ạ? Nhưng mà đây là một chiếc xe của một cô Việt kiều, vậy mà gần như là không đi đến, nội thất cực kỳ là sang luôn ạ. Những cái chi tiết ốp vân gỗ và ghế màu kem đậm
nhìn rất sang đó, 205, nhưng mà anh chị nhìn những cái chi tiết nó quá đẹp ạ. Đấy anh chị ơi, anh chị nhìn này, rất là mới, trần ni lông các thứ rất là đẹp. Những cái chi tiết cửa kìa, cho anh chị coi những cái chi tiết quét cửa. Mà giá bán cho một chiếc xe đẹp như thế này thì sẽ không rẻ, bởi vì nếu mà đặt lên bàn cân thì cái thời điểm 205 thì chiếc xe này cực kỳ là nhiều tiền, quy ra đô cực kỳ là nhiều, khoảng 4.6 ngàn, rất là nhiều luôn. 2005, một chủ từ đầu, máy 2.5 nha anh chị nhá, form dáng cực kỳ là giống một chiếc xe sang, rất là đẹp, chạy rất là sướng luôn. 22.000 đấy, đóng cái cửa mà vẫn còn cứng như vậy, sơn zin hết anh chị nhá, sơn zin tuyệt đối luôn, 350 triệu cơ. Đó, biển 4 số một chủ từ đầu, không hề rẻ một chút nào đúng không ạ, nhưng sẽ dành cho những quý khách hàng thực sự yêu dòng xe này và thực sự yêu cái đẹp. Rồi tiếp theo là 3 chiếc Vios, 3 mẫu xe quốc dân. Đó, 3 mẫu xe quốc dân, 2 chiếc màu vàng cát và 1 chiếc màu bạc, 2 mẫu xe form mới này. 1 chiếc Vios G 2018, bản G số tự động là bản cao cấp nhất, có màn hình rồi, có điều hòa auto. Và giá bán hiện tại cho mẫu xe đang là 488 triệu, mang biển số Bình Dương anh chị nhé. Vios G 2018, 488 triệu. Đó. Ghế ra theo xe. Mẫu xe quốc dân rồi, có cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc, túi khí an toàn đầy đủ hết. Xe này lên đến 6-7 túi khí an toàn cơ. Tiếp theo là một chiếc Vios E số sàn màu bạc 2019, màu bạc anh chị nhá, 7 túi khí rồi. Xe thì đã được chủ xe vào ghế da, vào màn hình cho anh chị. Đó, 2019, Aurora 32.000 km, 2019 nha anh chị nhá. $435 triệu ghế da này, màn hình cam lùi đầy đủ hết cho anh chị rồi. Đó, ok nha anh chị nhá, nó sàn đầy đủ hết rồi, phủ táp lô. Đó, xe mang biển số Long An, ok. Rồi tiếp theo là một chiếc Vios E màu vàng cát, form cũ 2017 nhưng được rất nhiều quý hàng lựa chọn. Nhà em còn duy nhất một chiếc form cũ này thôi anh chị nhá, duy nhất một chiếc 2017, và giá bán hiện tại cho chiếc 2017 không nổi biển thành phố này đang là 395 triệu, xe cũng đã được trang bị ghế da màn hình cho anh chị rồi. Cực kỳ đẹp anh chị ạ. Ghế da màn hình cũng đã được vào full đầy đủ cho anh chị rồi. 395 triệu anh chị nhá. Màu vàng cát là màu có thể nói là màu đẹp nhất của Vios theo lựa chọn của quý hàng đó. Nhìn rất là sang ấy ạ. Đó, mẫu xe quốc dân rồi, bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu thì có thừa đúng không ạ, rất là lành xe đó, và giữ giá nữa đúng không ạ, 395 triệu, ok. Đó, xong khu vực này thì em Hoàng An sẽ dẫn anh chị xuống khu vực rửa dọn dưới kia, thì sẽ còn vài mẫu xe cũng rất đẹp, vài mẫu xe 7 chỗ ngồi 5+2 nữa, mời anh chị theo em chân em Hoàng An nhé. Đó, quá trời những mẫu xe đẹp đúng không ạ, chất lượng để phục vụ anh chị. Đây, xuống khu vực dưới đây em còn vài mẫu xe nữa. Đó, thì em An cũng tranh thủ buổi trưa mình lên sóng, vừa yên tĩnh mà lại tận dụng được cái thời gian để mình phục vụ anh chị. Đó, buổi chiều nhiều lúc là khách vào đông á, quay rất là khó. Một chiếc Crew cũng là một hàng siêu độc đúng không ạ, Crew số tự động 2015, và đây là form mới rồi, form mới có giải led dưới này anh chị này, form mới rồi 15 nhưng chỉ chạy có 30.000 chuẩn thôi, số tự động LTZ 2015 đấy, số tự động anh chị nhá, 30.000 chuẩn, rất mới ạ. Màu đen thì quá là nhìn
sang, đúng không? Một mẫu xe phân khúc hạng C của Chevrolet cực kỳ là đầm, chắc, đặc biệt ở một chiếc xe phân khúc C nhưng giá tiền rất là mềm mại so với những đối thủ khác. Bốn túi khí an toàn đầy đủ hết, khóa đầy đầu thông minh, cửa sổ trời màu đen, nước sơn zin cũng gần như là tuyệt đối. Và giá bán hiện tại cho chiếc xe chỉ chạy có 30.000 thôi anh chị nhé. Đây, em bao chuẩn cho chị này. Đây, đúng bao chuẩn cho anh chị luôn nhé. 30.000, đúng 30.000 luôn. Đó, cửa sổ trời. Đây, rất là đầm, chắc chắn là chạy cực kỳ là đầm anh chị ạ. Em An được chạy mẫu xe này rồi và em An cũng đã rất kết, chạy rất là đầm và sướng. Một chiếc xe mà anh chị nhìn mọi chi tiết là nguyên bản và rất là mới như thế này. Đó, 2015 nhé anh chị nhé, mới tinh đúng không ạ? Đấy, có gì để bàn đâu. Ok, 399. Chiếc Altis này thì em đã bán rồi, đi xuống đây. Một chiếc Innova 2006 bản G, nhưng mà chiếc xe này có cái màu xanh đá rất là đẹp nhé chị nhé. Bản G này nhưng mà là xe đứng tên công ty, không taxi, không khoan độc, không đổi màu, G xịn luôn. G không taxi á, chỉ có 195 triệu thôi. Đó, anh chị đã có chiếc xe 8 chỗ ngồi rộng rãi rồi đúng không ạ? ₺2006 nha anh chị nhé, 195 triệu rồi. Đó, màu xanh cũng rất là đẹp ạ. Ok, đó, đang rửa dọn. Đây còn 3 mẫu xe nữa em sẽ gửi đến anh chị. 2 chiếc Rondo mẫu MBV. Đó, một chiếc Rondo 2017 này anh chị này, 2017 form mới rồi, form mới 2017 biển thành phố. Kia Rondo, một chiếc xe phân khúc ạ, MBV của Kia, máy 2.0. Đó, ok rồi, 2.0 nhé anh chị nhé. Đó, mang biển số thành phố và 4568 triệu. Để thấy mẫu xe này. Đấy, đang dọn đồ nên là rất là dơ nhá, nên là em sẽ quay sau. Đó, mâm mới rồi, đây là form mới nên là cái mâm nó khác này anh chị này. Đó, 2017 4568 triệu. Một chiếc Kia Rondo máy dầu cơ, mà lại là số tự động nhé anh chị nhé, máy 1.7 số tự động. Và giá bán hiện tại đang là 499 triệu. Kia Rondo 2015 máy dầu số tự động. Đấy, sẽ quay sau cho chị, rất là dơ bên trong bây giờ, tại vì xe mới về. 499 triệu anh chị nhá. Tiếp theo là một chiếc Nissan Sunny số tự động 2016, mang biển số Đồng Nai, cái màu nâu titan, màu xám này cực kỳ là đẹp. Hôm trước thì bên em có về một chiếc và cũng đã bán rồi. Hôm nay thì em lại về tiếp một chiếc nữa. Nội thất rất là mới nha anh chị nhá, ghế da, màn hình cam lùi đầy đủ hết cho anh chị rồi. 368 triệu cho chiếc xe phân khúc hạng B của Nissan, một chiếc xe đến từ Nhật Bản, thương hiệu Nhật Bản, cực kỳ là bền. Đó, máy 1.5 anh chị nhé. Sunny 2015 16. Đó, 368 triệu. Đó, rất là vừa túi này, này có số tự động, phân khúc B nữa. Đó, máy móc đang rửa đây, mới keng cho anh chị đúng không ạ? Đó, 368 nhé. Những chiếc xe là vừa về nên là em ăn chưa có, anh em đang rửa giỏ á, chưa có xong. Ok, 368 nha chị nhá. Rồi anh chị ơi, hôm nay là ngày 30 tháng 1 năm 2021 thứ bảy, em ăn lên sóng giới thiệu tất cả những cái mẫu xe đang có mặt tại siêu thị ô tô Bình Dương để cho anh chị quý hàng của em ăn tiện theo dõi. Và anh chị quan tâm về bất cứ mẫu xe nào thì alo cho em ăn hoặc lên trực tiếp siêu thị ô tô Bình Dương. Anh chị xem video qua kênh YouTube của em An thì ưu ái em Hoàng An, cho em Hoàng An một like, một đăng ký kênh cũng như là chia sẻ kênh, đặc biệt là nhấn nút chuông bên cạnh để nhận những thông báo mới nhất về các mẫu xe đang có mặt tại siêu thị ô tô Bình Dương. Một lần nữa thì em An cảm ơn anh chị và xin kính chào và gặp lại chị ở những mẫu xe tiếp theo. Anh chị hãy nhớ luôn đeo khẩu trang bên mình và đeo mỗi khi đi vào những chỗ đông người anh chị nhé. Cảm ơn chị rất là nhiều luôn. Xin chào, gặp lại chị. Xin chào.